Nếu bạn chưa biết phá bi thì clip này dành cho bạn. Xin chào anh em nhé. Nhiều anh em hỏi làm sao để phá 10 bi mà trái bi cái nó sóc lên giống như cơ thủ chuyên nghiệp giống như này. Đấy. Thì đầu tiên thì anh em cần một cây phá nhảy B52 nhé, 2.2 triệu. Phá khỏe nhảy tốt, học sinh sinh viên. Mình đùa thôi, cách đầu tiên đó là cao cầu tay. Đánh giống như kiểu culetro đúng không? Đấy, đánh kiểu như bữa trước mình có chia sẻ đấy. Đánh tâm bi là được, cao cầu tay mình tâm bi nhé. Đó, thì nó sẽ sóc trái bi lên. Nhưng mà kiểu này thì nó sẽ thiếu ổn định tại vì cầu tay mở mà, nên là nó sẽ không chính xác, không ổn định bằng cầu tay khóa được. Nên là thường thì người ta sẽ sử dụng cầu tay khóa thôi. Mà cầu tay khóa thì nó sẽ khó sóc hơn. Tại vì cầu tay khóa thì để cầu tay không có cao được bằng cầu tay mở, đúng không? Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ những bí quyết để mà đánh sóc được như vậy nhé. Mình thì mình không có hay đề kiểu này. Mình không thích đề sóc này, sóc khó kiểm soát bi chủ lắm. Mình đề bằng cơ đánh không à, nên là mình đề cho nó trôi về giữa bàn thôi. Để trên tâm bi cho nó trôi về giữa bàn là được. Đây, sóc cái đầu tiên là mũi cơ sẽ từ tâm bi trở xuống hai đầu cơ nhé. Thứ hai đó là cầu tay bình thường để xa đúng không, bây giờ để gần thôi, tầm 20 cm thôi đấy thôi nhé. Còn thứ ba đó là tay sau phải cao hơn bình thường, có nghĩa là đánh từ trên đánh xuống đây như này, nó bình thường đánh như này đúng không, thì bây giờ đánh từ trên đánh xuống như này đó, thì nó sẽ sóc tay bi lên, chỉ có như vậy thôi nhé. Có nhớ ba cái khẩu quyết đó thôi là được. Đấy, anh em chỉ cần nhớ ba khẩu quyết đó là được nhé. Cầu tay gần mũi cơ từ trên đâm bi trở xuống hai đầu cơ và tay sau cao hơn bình thường. Đấy, vậy là thôi. Đấy, mình làm lại lần nữa. Nó chỉ như vậy thôi nhé. Nhưng mà đề kiểu này thì mình không có mình không có quen đề kiểu này đâu. Đề kiểu này mình thấy nó không có, đối với cá nhân mình thôi. Cơ thủ người ta hay xài thì chắc chắn là người ta đúng rồi. Nhưng mà chắc chắn nó hiệu quả rồi, nhưng mà mình thì mình không đề kiểu này. Mình đề như kiểu bữa trước ấy. Mình đề như kiểu bi chủ nó trôi về một tí thôi. Đây, lại nhé. Mũi cơ từ tâm bi trở xuống hai đầu cơ này, cầu tay khoảng 20 phân này, tay sau cao này. Đấy, nó chỉ có ba cái đó thôi. Đấy. Ủa, nó không ra hình luôn anh em ơi. Chúc anh em thành công nhé, hẹn em clip lần sau.